chào các bạn, mình là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng. Mình chuyên trồng cây và hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một cái cây gọi là cây Trang Anh. Cái cây này các bạn trồng ấy, nó có một cái rất là hay lợi thế là chỗ như này. Các bạn có thể làm dàn cây tốc độ lớn, vì sao đấy là nó che mát cho các bạn về mùa hè. Thì cây này tốc độ lớn của nó rất nhanh, hoa tuy rằng nhỏ hơn cây chuông vàng một chút, hoa nó cũng giống như hoa chuông vàng, nhưng mà nó rất nhiều hoa và hoa thường xuyên, hoa liên tục. Cứ chiều tàn thì sáng mai lại có hoa lở, nó liên tục lở hoa. Và đây các bạn nhìn đấy, nó lên rất nhanh và quấn như cây mưa, cây hoa thiên lý đấy. Thế các bạn có thể làm dàn để che mát cho chúng ta về mùa hè, nhất là những cái tòa nhà của chúng ta bây giờ là nó nhiều bê tông ấy, nên là chúng ta có thể có những cái dàn nhẹ thôi là cây sẽ leo và che làm cho mát cái căn nhà của chúng ta. Ngoài ra cây Trang Anh này hoa nó còn có thể là được đến 10 tháng trong một năm, suốt một mùa xuân cho đến cuối đông là nó vẫn cứ có hoa liên tục. Chúng ta sẽ được thưởng thức cái màu hoa của nó, một màu hoa vàng nhẹ rất là đẹp và màu lá thì lại rất là xanh đậm. Chính vì thế đâm ra là nó ngăn cái ánh sức nóng của mặt trời xuống nhà của chúng ta, nên chúng ta lưu ý nên trồng cái cây này. Và cây này là nguồn gốc là cây leo, nên các bạn phải có dàn hoặc có tường, có rào để cho nó bò vào, để chúng nó ngăn bớt cái lượng nắng vào trong nhà của chúng ta. Và ngoài ra thì là cái màu hoa của nó thường xuyên là liên tục rực rỡ cho điểm tô cho căn nhà của chúng ta sẽ rất đẹp. Còn trồng cây thì các bạn phải lưu ý, cây nào cũng thế, ngoài cái chuyện là đợt hàng đầu là phải chúng ta phải chăm sóc nó về cái chuyện nước, thì cây trồng trong bồn là bao giờ nó cũng rất dễ bị thiếu nước. Các bạn nếu mà như cây này các bạn trồng xuống đất ấy thì các bạn ít phải lo tới nước, nhưng chúng ta với điều kiện chúng ta sẽ không có được cái chỗ mà trồng xuống đất thì chúng ta sẽ trồng vào trong bồn. Chúng ta trong bồn thì chúng ta chỉ tập trung vào tưới nước cho cây nhiều vào một chút, khi đủ nước rồi thì cây sẽ phát triển nhanh. Và chúng ta cũng bổ sung thêm phân bón, vì là cái chậu nó chỉ có một lượng phân bón nhất định, đâm ra hàng tháng chúng ta phải bổ sung cái nguồn dinh dưỡng cho nó để cây phát triển. Cái mặt đất như này là mặt đất đang khô đúng không? Mặt đất cây như thế này là từ sáng giờ là chúng ta chưa tưới đúng không ạ? Đấy, như thế này là cây như thế này là bắt đầu gọi là phải tưới rồi. Nếu các bạn tưới là chúng ta sẽ tập trung vào tưới đẫm nước vào. Đây tôi tưới mẫu các bạn xem. Đấy, thí dụ như các bạn cầm một thùng nước to này đúng không? Nhưng mà chúng ta tưới này, tí một thế này thôi ạ. Đấy, một cái chậu như này chúng ta phải tưới, cái thùng như này đấy, chúng ta phải tưới 1/3 thùng nước này. Đấy, thì cây mới đủ nước. Một ngày nên chia làm một nếu mà chúng ta chưa tưới được 2 lần một ngày cho cây thì bao giờ cũng tốt hơn. Còn trường hợp chúng ta không thể tưới được 2 lần thì chúng ta tưới 1 lần. Mà nếu trường hợp chúng ta lại đi công tác vào mùa nắng nữa thì chúng ta càng phải tưới. Ta tưới một cái cây này chúng ta phải tưới mất đến khoảng 3-5 phút để cho cái đất của cái bồn nó ướt thật ướt một cách thoải mái, thì các bạn có thể là đi được 2 ngày. Cây này có cần phải là tưới thì phải tránh cái giờ rất là nắng mạnh không? Nói chung tưới cây thông thường ấy thì các bạn cũng, mà nhất là cây trong bồn ấy, các bạn không nên tưới vào cái tầm 12 giờ đến 2 giờ chiều. Còn 3 giờ 4 giờ trở ra là các bạn có thể tưới, hoặc tưới vào tầm sáng. Còn tốt nhất là chúng ta trước khi đi làm buổi sáng chúng ta sẽ tưới cây, và tối về chúng ta tưới cây một lần nữa thì là cây sẽ dễ phát triển hơn, vì là cái chậu này nó không thể đựng nước quá lâu trong một ngày được. Cây bên cạnh này là cây sẽ giới thiệu cho mọi người nhìn là bông hoa Quỳnh Anh này, hay còn gọi là chuông vàng này. Là bông hoa khá giống nhưng mà to hơn so rất nhiều so với lại cánh hoa của bông hoa Trang Anh. Đây mọi người nhìn. Thế nhưng hoa Trang Anh ấy thì nó lại có không giống như hoa chuông vàng ở chỗ là nó nhiều hoa hơn. Bông hoa tuy nhỏ hơn nhưng mà nó lại sáng lở tối tàn. Đâm ra là nó lở liên tục, sáng nào nó cũng lở, đến trưa chiều thì hoa bắt đầu xấu, bắt đầu tàn đi. Nhưng còn hoa chuông vàng ấy thì nó lại lở một vài ngày nó mới tàn, nó mới rụng. Đâm ra là lúc nào bạn cũng nhìn thấy bông hoa nó tươi. Còn nếu mà có những cái bông hoa nó bị tàn ấy thì là chẳng qua là nó đã được 1-2 ngày rồi. Nó không như Trang Anh, mà Trang Anh này bông này sáng vừa mới lở, bây giờ bắt đầu bông hoa đã bắt đầu xuống rồi. Đấy. Cây Trang Anh thì đây thân cây, đây là thân cây thì dày, còn lại cái nhánh để ra hoa là rất là non và mỏng. Đúng như giới thiệu thì nó vì thế nên nó leo mới nhanh. Còn tốc như cây nó loại là nó leo nhanh. Còn như chuông vàng các bạn muốn leo thì mập, thân mập và nó leo chậm, nên là các bạn lâu sẽ có một cái dàn để che nắng. Còn các bạn muốn che nắng cho cái tòa nhà hay là cái bức tường của nhà mình ấy, thì các bạn nên trồng cây này, thì tốc độ phát triển của nó nhanh, nó sẽ leo bò nhanh cho chúng ta cái mùa hè chúng ta đỡ bị nắng nóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái
phần hướng dẫn này. Nếu các bạn có nhu cầu cần tư vấn hay là giới thiệu về loại cây nào thì xin vui lòng để lại dưới comment. Bên mình sẽ làm những cái clip hướng dẫn chăm sóc các loại cây đấy. Rất mong các bạn ấn đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.